Xin chào các bạn và các anh chị. Hôm nay thì mình sẽ nấu chà bắp ha. Để nấu chà bắp, trước hết ở đây mình sử dụng hai trái bắp nè. Rồi mình sử dụng thêm ở đây là khoảng là 100g đường phèn, nửa chén bột năng, và mình sử dụng thêm là cái phần cái dừa nha. Thì cái phần bột năng này thì mình sử dụng ở đây là một chén, một nửa chén này thì mình sẽ làm cái nước để mình làm cái sệt. Còn mình sử dụng 100g bột năng kia để mình làm cái phần trân châu của các anh chị. Nếu các anh chị ăn trân châu thì mình sẽ cho trân châu vào ha. Trước tiên ở đây tới thì mình sẽ chẻ bắp ra ăn. Mình lấy cái phần hạt nha các anh chị. Mình sẽ lấy cái phần bắp này ra. Mình lấy từng hạt hoặc là mình cắt về cũng được nha các anh chị. Mình sử dụng cho mình sử dụng cái loại bắp Mỹ này thì nó cái hạt nó vàng, nó giòn ha. Các anh chị có thể là mình sử dụng cái bắp nếp cũng được. Cái phần còn cái phần cùi bắp này thì mình cũng giữ lại để mình nấu cái nước ngọt nha. Xong cái phần dừa này thì mình sẽ thái mỏng nha. Dừa này mình sử dụng cái loại dừa cuốn cải, không phải gám mà cũng phải không phải mềm. Dừa uống nước mà loại nó hơi nó có cái cứng chút á. Thì ăn nó sẽ mềm, nó ngọt hơn. Ở đây thì mình sẽ cho một ít nước vào trong đây nha. Bắt cái bếp lên. Tiếp theo đó thì mình sẽ cho cái phần bắp này vào mình nấu nha. Cùi bắp mình nấu cho nó ngọt. Mình lột xong rồi mình đem đi rửa lại một lần nữa cho nó sạch ha. Cái chén bột năng này thì mình sẽ cho nước vào trong đây, mình khuấy cho nó bột nó tan ra nha. Còn cái phần bột năng kia thì bây giờ cái phần bắp, nước bắp nó đã sôi rồi á, mình sẽ múc cái phần nước bắp này ra một ít chất cái gì. Đặng mình đây sôi mình phải hớt bọt. Bắp này sôi mình hớt bọt nha. Bắp này mình nấu nhanh lắm các anh chị. Và mình sẽ múc nước sôi này mình cho vào trong cái bột năng. Mình nấu cái phần bắp này 5 phút để cho cái phần cùi bắp này nó ra nước ngọt, và mình nấu cái lửa nhỏ nha. Đây thì mình sẽ cho cái phần nước sôi này mình cho vào từ từ nha các anh chị. Nó đang nóng cho nên mình lấy cái muỗng mình khuấy cho nó nguội bớt rồi mình ngồi ha. Mình làm cái trân châu này rất là dễ các anh chị. Đây mình đã mịn rồi, bây giờ thì mình sẽ bắt đầu là mình vào viên nha các anh chị. Viên này thì các anh chị viên lớn nhỏ gì tùy thích ha. Bây giờ nước đây mình bắt cái mà bếp nó sôi trở lại, mình sẽ cho những trân châu này vào trong đây. Đó, mình nấu luôn nha. Mình nấu chung trân châu với cái phần bắp này luôn cho nó nhanh á. Cái phần trân châu này nấu cũng nhanh lắm các anh chị. Mình bỏ vào trong đây nó sôi, nó lấy lại á, nó nổi lên là nó chín á. Các anh chị nào muốn ăn dẻo thì mình cho một ít cái bột nếp vào trong cái phần bột năng á. Mình làm á thì mình để cái phần trân châu này nó không bao giờ nó bị cứng nha. Bột nếp mình cho khoảng là 1-2 muỗng bột nếp vào trong đây nè. Những hạt trân châu này nó nổi lên là nó nở rồi đó các anh chị. Mình vớt cái này
Thì mình sẽ cho cái phần đường phèn này vào trong đây nha, mình nấu luôn. Cái lượng đường á, thì các anh chị có thể là mình tăng hoặc mình giảm nha. Mình có thể mình ăn ngọt thì mình tăng lên. Đường phèn mình sử dụng thì nó sẽ ngọt thanh, nó không có ngọt gắt nha. Cho nên ở đây thì các anh chị có thể là mình tăng cái lượng đường lên để cho phù hợp với cái khẩu vị gia đình mình. Sau khi mình cho đường phèn rồi, mình sẽ cho luôn cái phần dừa này vào trong đây mình nấu. Mình nấu mình cho nó chín thì mình để được nó lâu các anh chị. Ở đây là mình đã đường nó đã tan hết rồi đó các chị. Thì bây giờ thì mình sẽ cho cái phần bột năng vào nha. Thì mình sẽ cho cái phần bột năng này vào, mình vô cho vô từ từ á, mình cho vừa khuấy nha các anh chị. Khi mà mình cho bột năng là cái phần chè này nó phải sôi nha các anh chị. Tại vì nó không sôi là khi mà mình cho vào cái bột năng nó bị nó không có trong ha. Đó. Và khi mình cho vào hết như đây nè, mình sẽ bắt cái lửa nó nhỏ lại cho nó trong lại ha. Để cho cái phần chè này nó không có bị chảy nước và nó khi mà nó nguội nó không có bị lỏng ra thì mình sẽ nấu tầm 5 đến 8 phút nữa nha. Và mình nấu với cái lửa nhỏ thôi nha các anh chị. Khi mình nấu mình nhớ khuấy nha, để thôi nó khác với phần trái ngoài các anh chị. Mình khuấy nhẹ nhẹ là được rồi. Cái phần này thì các anh chị có thể mình bỏ lá dứa vô cho nó thơm, hoặc là mình có thể là mình bỏ một ít cái phần bột vani á. Đây thì mình có một ít cái lá dứa thì mình để cho cái màu xanh cho nó đẹp nha. Cái lá dứa này mình xay á, xong mình để trong cái ngăn mát tủ lạnh á. Mình lấy cái phần nước mình đặt các anh chị. Mình cho từ từ à, mình cho từ từ cái phần lá dứa, thì cái lá dứa, cái màu lá dứa của mình xay á, cho nên nó không có màu được màu xanh đẹp nha. Màu lá dứa từ khi màu thực phẩm nó có cái màu xanh đẹp thôi. Mình cho vô như thế này. Đây các anh chị thấy, sau khi mình cho cái lượng lá dứa mình nấu tầm khoảng 2-3 phút nữa nha, mình cũng khuấy như thế này. Đó, nay mình nhà mình thích ăn cái chè nó đặc đặc như thế này thì mình sẽ cho bột năng nó dày. Đó, còn nếu ăn lỏng thì mình cho ít bột năng lại nha. Đó. Cái phần bắp này nó rất là thơm rồi. Và cộng thêm lá dứa nữa nó thơm lắm. Bây giờ thì mình sẽ tắt bếp luôn nha. Cái phần mình nấu nước cốt dừa, mình nấu cái phần chè xong rồi mình nấu nước cốt dừa nha. Ở đây còn nước cốt dừa thì mình sử dụng khoảng là 200-300ml nữa. Cốt dừa thì mình sẽ cho ở đây là một muỗng ha. Một muỗng bột gạo, hoặc là các anh chị cho bột bắp cũng được luôn. Ở đây thì mình có bột gạo, mình cho bột gạo nè. Đó. Mình khuấy cho cái phần bột gạo này nó tan đều nha. Sau đó thì mình sẽ cho một tí xíu muối vào. Và đường, đường ở đây thì các anh chị mình tự tùy thích ha. Mình sẽ cho ở đây nó tầm khoảng là 2 muỗng cơm đường á. Nãy cái phần chè của mình nấu nó không có ngọt dữ á, cho nên ở đây thì mình nước cốt dừa thì mình có thể mình thêm đường luôn cũng được nha các anh chị. Còn nếu các anh chị nếu chè nó ngọt quá thì phần nước cốt này mình khỏi thêm đường cũng được nha. Khi bột đã tan ra thì mình sẽ bắt bếp lên mình khuấy nha. Mình đây mình nấu với cái lửa nó nhỏ nha các anh chị. Nó vừa và nó nhỏ thôi để cho cái phần bột nó chín. Và nước cốt của mình nó ngon, nó không có bị mất cái mùi ha. Đó, mình nấu cái phần nước cốt này nó sôi lên, nó đặc sệt lại nè các anh chị. Cái đặc này thì hồi nó nguội nó còn đặc lại nữa nha. Sau khi nó sôi lên đó,
Đó, mình đây mình tắt bếp nha, mình cũng phải thêm để cho nó đừng có bón cục lại á, nồi ốc trâu lên á. Đây cái phần nước cốt của mình nó sệt lại nha, rất là ngon nha. Đây thì mình sẽ cái múc của tôm mình múc ra chén nè. Đó, mình cho một ít nước cốt dừa vào trong đây. Rồi nè các anh chị các bạn, mình đã làm xong cái món chè bắp lá dứa ngày hôm nay rồi đó các bạn các anh chị. Còn bây giờ thì mình xin chào tạm biệt và hẹn lại các bạn các anh chị trong những video tiếp theo của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Cái món chè này mình ăn nóng, ăn lạnh gì cũng được luôn nha.